Kính chào tất cả nhà, hôm nay ở tại thôn Vĩnh Phúc nhà mình là các cháu thanh niên có tổ chức các trò chơi dân gian, đó là trò chơi đi cầu khỉ và đua thuyền. Bây giờ mình sẽ quay lại những cái hình ảnh đẹp này để gửi tới tất cả nhà mình nha. Đó, ở dưới xa xa kia các bạn đang hình ảnh trước mắt các bạn là hai bạn thanh niên đang theo thuyền để bắt vịt cả nhà. Mà hai con vịt rộng như thế kia thì bắt làm sao được, nghỉ mà lại chờ thế này nhỉ? Phải quay nhỏ nhỏ lại chứ, để xa thế thì không được đâu. Đó, những tiếng sóng rất là rộn ràng giúp cho người chơi không khí không thể nào mà bình tĩnh được. Đó, những tiếng sóng rất là thúc giục. Đó, một bạn đi rất khéo đó. Ôi, ngã rồi. Ôi, bạn đi nhuộm cái màu tóc, mình cứ tưởng là bạn đi bị tóc bạc cả nhà. Bạn ơi, bạn đến dịch vào trong nhà bác mấy đi. Mình quay thì một bạn đã thấy bị rơi xuống dưới ao rồi cả nhà. Rất vui. Gõ trống rất là nhiệt tình. Gõ đi cháu, gõ đi quạt, cho nó thúc giục các bạn đến chơi đi, cho nó vui. Đó, bạn đi vừa mới ngã xong nhưng bạn đi lại bắt đầu tiếp tục đi. Ôi, lần thứ hai này lại gần ngã đau hơn lần trước, rơi mất cả cơ xuống dưới rồi. Ở phía trên bờ thì có rất là nhiều các cháu và thanh niên đang cổ động cho bạn ở dưới đi cầu khỉ đây này cả nhà. Mấy đứa ngã rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là ủng hộ cho nên là các cháu có chơi mà có ngã xuống ao thì cũng đỡ rét. Có cháu nào đi được ra ngoài kia không chị? Chưa. Nếu mà thắng thì đi được bao nhiêu tiền nhỉ? Lì xì bao nhiêu tiền không biết. Đây cả nhà, rất là nhiều các cháu rồi thì các ông các bà ra đây để cổ vũ cho các con chơi đây này. Đó, vui xuân mà cả nhà. Đi rơi mất các cơ xuống dưới à? May lên hôm nay thì à? Hơi lên. À thế à? Phía xa xa bên kia là đang treo thuyền để bắt vịt. Mà bắt vịt rộng thế kia thì bắt thế nào được nhỉ? Bắt không thể bắt. Cái chị quay lại một múng cũng đã khó rồi chứ không phải là... Vịt đó chỉ có quay mới bắt khô trên sân bóng. Nó thả nữa. Một người xuống rồi, một người nữa. Anh là thấy cái hành thôi. Nói về đến lúc ngơi gian vậy thì mày... Vịt đổ hồn 50. Đó, lại một cháu nữa lên đi rồi. Không biết là có đi nổi không. Đó, những bước chân rất là cẩn thận. Có lên. Gần đến đích mà lại rồi. Đó, đi kéo đi. Đi.
ở làng mình là có một cái ao rất là đẹp, cho nên là Tết đấy là tổ chức các trò chơi rất là vui cả nhà. Đó, rất là nhiều các cháu đến đây để chơi, cho chơi đi câu khỉ. Đã có bạn nào đi được chưa con? Hả? Đã có ai đi được chưa? Giờ đều rồi hết à? Đi nơi khó. Anh này đi được lần rồi. À thế à? Đi mà thắng được thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Được 100. Ô, được rồi. Rất vui. Bạn ấy đã được một vòng. Được một vòng là được 100.000. Có phải không? À còn được một vòng là được 100.000 à? Vâng. À thế à? Vâng. Chưa chơi đâu. Lạnh quá. Còn nếu mà các bà con mà năm ngày bắt được nhà thì chúng tôi chỉ có 100.000 đồng mà thôi. Đó, đây là ban tổ chức. Ban tổ chức đang ra cái quy định của luật chơi. Giải thưởng đó là 1.000.000 đồng. Còn năm người mà bắt được giải thưởng của chúng tôi một con trong thời gian 15 phút thì giải thưởng chúng tôi đó là chỉ là 100.000 đồng mà thôi. Kèm theo đó là sẽ là được 5 chai nước lọc dành cho các đội thí nào xuống bắn phía sau sẽ được lên vui vẻ cũng như là xuất hiện được và lại đẹp trai hơn khi những chú cháu đến chơi rồi. Rất đông các bà con ở trên bờ để cổ vũ cho các cháu xuống chơi. Đó. Bác. Em. Đó. Bên kia là chuẩn bị bơi thuyền để bắt vịt. Ở trên bờ này rất rất là đông bà con đi cổ vũ đây. Đó. Giữa cổng đình trang trí cờ hoa rất là đẹp. Mình sẽ vào đình để quay. Và đình để quay, đình nhà mình có trồng kiệu. Trồng kiệu đẹp lắm. Đình nhìn ra một cái ao đây này cả nhà. Vui quá rồi, khó đúng không? Tết đến xuân về và tổ chức cho các cháu thiếu niên rồi thì thanh niên chơi như thế là được. Các cháu tụ tập lại làm cho cái không khí ở trong thôn trong xóm nó cứ vui nhộn lên cái nhà. Bà con thì đổ xô ra đây để cổ vũ động viên cho các cháu chơi hết mình. Đó. Mấy hôm nay thì thời tiết lại nắng ấm. Rất là vui ao thế kia thì bắt chơi các trò chơi dân gian, bắt vịt đua thuyền rồi đi câu khỉ cả nhà. Vui lắm. Các cháu bây giờ là đang thỏa thuận để bay chơi. Ôi ôi rét. Không khí ở trước cổng làng nhà chúng tôi rất là nhộn nhịp. Tất cả bà con đến đây để xem và cổ vũ cho các cháu. Năm cháu đã bắt đầu bơi xuống dưới ao để bắt vịt. Đó, đang đuổi vịt dưới ao thì không biết là có bắt được không. Sau 15 phút mà bắt được 2 con vịt thì sẽ được thưởng 1.000.000 đồng.
thời gian chúng tôi là 400 mét thôi ạ. Hãy cố gắng lên. Ôi rồi, rét quá. Hãy cố gắng lên. Chúng tôi đang thấy đồng chí Duẩn đang là người vân vân về đích. Hôm nay là ấm cả nhà, nên là các cháu cũng bơi xuống dưới nước thì nó cũng đỡ rét. Nhưng vì bây giờ bơi ở rất là xa các cháu rồi cả nhà, vì hồn lắm, nó lặn ở dưới nước, nó chui lặn một hơi dài thế là nó đi qua chỗ các cháu. Vui quá. Ở trên bờ thì bắt buộc đông đông rất là nhiệt tình, mà vì thì vẫn chưa bắt được. Chân các cháu quay cho cả nhà cũng xem là các cháu có bắt được vịt thì là không. Đó, bây giờ là dồn xuống đến một cái góc ao rồi cả nhà. Đó. Ba bốn cháu quay ba con vịt. Vịt đã bị các cháu dồn vào trong một cái góc ao rồi cả nhà, hãy chú ý ngắm nhìn này. Đó, bây giờ là các cháu sẽ dàn đội hình ra để bắt vịt này. Và cố lên, cố lên, cố lên. Đi vào đi, không còn nó lại lặn xuống dưới nước, nó lại không bắt được nó đâu các cháu ơi. Cố lên. Hai con rồi. Giải thưởng đã được 1 triệu đồng rồi. Nó mệt rồi. Đây nhiều cá thôi anh ơi. Các cháu đã bắt được hai con vịt, giải thưởng là 1 triệu đồng rồi. Vịt đã bơi vào bờ. Bắt đầu các cháu lại bắt đầu dồn vào. Ô, nó húp, húp rồi. Ô, nó húp rồi, không biết nó chỗ nào rồi. Ô. Đấy. Nó vịt nó khôn lắm. Một con đã chui vào trong trong cống, bây giờ phải thả bạn ra để cho nó rút nó ra. Bắt được hai con rồi. Xin chúc mừng các cháu đã bắt được hai con vịt được rồi. Đó, vui quá cả nhà, các cháu đã bắt được hai con vịt và giải thưởng là 1 triệu đồng. Đây là phong cảnh đẹp trước
bờ ao làng ở quê hương của mình cả nhà. Ở giữa thì có một cái ao rất là đẹp này. Cho nên là Tết đến xuân về là bên thanh niên người ta có tổ chức các trò chơi dân gian để cho các cháu vui chơi cho nó được thêm sôi động vào những cái ngày nghỉ Tết cả nhà. Đó. Cả nhà thấy hữu ích thì hãy tặng cho Hoàng Mai một like, một đăng ký kênh để kênh của mình ngày một phát triển hơn cả nhà nha. Cảm ơn tất cả nhà mình. Video của mình đến đây cũng đã dài thì mình xin kết thúc video ở đây cả nhà nha. Bye, hẹn gặp lại tất cả nhà mình ở các video lần sau.